Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu cho chúng ta thức ăn của 5 chiếc bánh và 2 con cá. Xin Chúa cùng cho chúng ta lương thực thiêng liêng hàng ngày. Và hôm nay chúng ta dâng lễ cầu xin cho linh hồn Gia-cô-bê. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trên các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa. Dân Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con qua
là con đứng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đứng Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng rũ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đội mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên, cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Đến cả đi, hỡi những người đang khát. Nước đã sẵn đây, dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào. Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ, no lòng. Hãy chăm chú nghe ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, để trọn bề nhân nghĩa với David. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, dùng mở tay ban là bao sinh vân muôn vạn thỏa thuê. Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban là bao sinh vân muôn vạn thỏa thuê. Chúa là đứng từ bi nhân, không mâu giận và dầu tình thương. Ngài nhân ái với hết muôn người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban là bao sinh vân muôn vạn thỏa thuê. Muôn loài ngước mặt trông lên Ngài, cứ đúng giờ Ngài tặng của ăn. Và tay Chúa ấy tuôn mơ rộng, là mọi sinh vật sẽ no lòng ăn uống thỏa thuê. Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban là bao sinh vân muôn vạn thỏa thuê. Lối đường Chúa ngàn năm chân thật, bao công việc của Ngài đầy yêu thương. Ngài
gần gũi với những ai kêu cầu, Ngài ở gần với ai thành tâm khẩn cầu luôn. Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban là bao sinh vẫn muôn vàn quà thuê. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa chúng ta soi lòng mở trí cho anh em, để anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em nhận được nhờ ơn người kêu gọi anh em. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ.
các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 12 thống đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, là con người ai tin và theo Chúa, người không để đói, Ngài ban cho của ăn no đầy dư thừa. Hàng ngày chúng ta được hưởng của ăn vật chất, và Ngài nuôi dưỡng chúng ta của ăn thiêng liêng. Chính đó là thịt và máu người. Nhờ của ăn đó, chúng ta có được nước hằng sông. Tôi kể câu chuyện. Một bà già sống trong một nửa căn nhà có hai hộ. Bà rất túng, nghèo về của cải vật chất, nhưng giàu có về của cải tinh thần. Bà cầu nguyện rất nhiều, trong khi người chủ nhà sống ở căn hộ sát bên, ông ta không có đức tin, không cầu nguyện, không tôn giáo. Ông ta lại thường chế nhạo bà già về lòng tin vào Thiên Chúa. Có một ngày bà già cầu nguyện lớn tiếng, thưa với Chúa rằng bà không còn chút thực phẩm nào trong nhà. Người đàn ông không có đức tin ở sát căn hộ bên nghe được và quyết định ta phải chơi khăm mụ già này. Thế là ông ta đem một ổ bánh mì đặt trước cửa nhà, bấm chuông rồi vội vã trở về căn hộ của mình và lắng nghe qua bức tường tiếng kêu sung sướng của bà già. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa. Con biết rằng Chúa không bỏ rơi con. Ông già nham nhở trở lại cửa trước nhà bà và nói, bà già thật ngờ nghịch. Bà nghĩ rằng Thiên Chúa đáp lời bà xin ư. Phải, tôi là người đem mộ bánh mì cho bà đấy. Bà già dũng cảm kêu lên, ngợi khen Chúa, Ngài luôn giúp đỡ tôi trong lúc thiếu thốn, dù rằng Ngài phải dùng ma quỷ mà đáp lời tôi xin. Anh chị em, lời Chúa hôm nay cho chúng ta hình ảnh một em bé có lòng bác ái dâng cho Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá. Từ thức ăn ít ỏi này, Chúa đã làm phép lạ bánh và cá tăng thêm nuôi 5.000 người ăn, không tính đàn bà trẻ em. Chúa trao bánh và cá cho các môn đệ, các môn đệ trao cho mọi người. Chính khi họ trao cho dân chúng, Chúa làm phép lạ. Bánh và cá tiếp tục sinh thêm trên những bàn tay còn trao cho nhau. Ai ai cũng phấn khởi nhận của ăn từ sự quan phòng,
từ lòng mến thương của Thiên Chúa. Những tấm bánh của tình liên đới, những con cá có sự chia sẻ, chúng tăng lên theo nhịp của trái tim. Khi trái tim trang chứa yêu thương, thì lương thực trở nên phong phú. Qua bài học từ tâm của em bé trên, mỗi người chúng ta đều có thể trở thành dụng cụ cho Chúa thực hiện những phép lạ, và cũng có thể trở thành phương tiện cứu giúp cho hàng ngàn người trong chương trình của Chúa. Nghĩa là khi con người biết cộng tác, đóng góp khả năng mình vào thánh ý của Ngài. Thánh Vịnh đoạn 118 câu 111 viết: Thánh ý của Ngài là gia nghiệp mãi mãi. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ mãi mãi cho đến cùng. Tôi xin ghi lại lời thơ của một thi sĩ: Lạy Chúa, con chỉ là một sợi dây, xin hãy biến con trở thành chiếc đàn. Con chỉ là một giọt nước, xin hãy biến con trở thành một dòng suối. Con chỉ là một tia lửa, xin hãy biến con trở thành một ngọn đuốc bùng cháy. Tóm lại, Chúa dạy mỗi người hãy chia sẻ những gì mình có, thì thế giới dư thừa. Trái tim ta mở ra, thế giới sẽ có đủ chỗ cho mọi người. Amen. Chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quang phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người lên hưởng Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người ơi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con Hà Ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà con dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại,
và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu mặc hại người là nguồn sống nuôi dưỡng nhân loại. Chúa nuôi dưỡng thân xác ta với nước, với bánh, với linh hồn ta bằng lời và thánh thể của Người. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Chúng con cầu xin Chúa cho các mục tử trong hội thánh có được trái tim mục tử nhân lành trước nhu cầu tâm linh của dân Chúa, để các ngài tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng đời sống đức tin của họ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết sống bác ái, sẵn lòng chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khổ bất hạnh, để mọi người đều được sống ấm no hạnh phúc. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nghe lời chúng con. Chúng con cầu xin Chúa cho những người có đời sống thánh thiện, luôn có được tâm hồn thánh thiện để cầu nguyện cho thế giới và cho những người đang đói khát của nuôi linh hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Dịch bệnh COVID-19 đang tái phát khắp nơi. Chúng con cầu xin cho mọi người trên thế giới luôn sống tinh thần tương thân tương ái, biết ý thức bảo vệ sự sống của nhau để cùng chung tay ngăn chặn và đẩy lùi cơn dịch bệnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng con trở nên những tấm bánh đơn sơ, gần gũi, biết đồng cảm, chia sẻ và sẵn sàng cho đi những gì mình có để đổi lấy hạnh phúc thiên đàng mai sau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nghe lời chúng con. Chúng con cầu nguyện cho linh hồn ông bà, cha mẹ và những người thân yêu đã ra đi. Ý chỉ các gia đình xin cầu nguyện hôm nay, xin Chúa sớm đưa tất cả về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cộng đoàn thầm lặng cầu nguyện theo ý riêng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chận lòng thương khi dân chúng không nơi nương tựa. Xin Chúa thương xót cho chúng con là những người vẫn còn đói khát sự công chính, sự thật và ân sủng của Chúa, biết chạy đến với bí tích thánh thể là lương thực nuôi sống chúng con đời đời, không bao giờ đói khát. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Me.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi Thánh Cha để cho đồng công viên dân Chúa và nếu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội ban và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa, cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hư. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thực là chính đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa mua người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con. Điều Chúa muông là yêu quý nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thực là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, mối giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phong sư Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, được kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, được tụng cho một khôi dê gia phần chúng con và toàn thể giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là Gia-cô-bê, mà Chúa đã khỏi đền để được Chúa.
Xin ban cho kẻ được tin và coi Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được và hưởng ân sáng tôn nhan Chúa. Chúng con là xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, Thánh Ca Giuse, các thánh tông đồ, các thánh từ đạo Việt Nam, Thánh Francisco Xavier và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương, cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con ngự đến. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Để chiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội từng giang phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành lặn.
Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi vì thương yêu Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha, dù bao sóng gió hiểm nguy dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình, còn dám mơ gì hơn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong con vừa lãnh nhân bí tích nhiệm màu làm anh, làm mình và máu Đức Kitô, xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em lên đường bình an. Ta-da!